câu chuyện lịch sử về chiếc logo biểu tượng của Rolls-Royce. Spirit Sylvester C được xem là DNA nhận diện thương hiệu của hãng xe Rolls-Royce. Hình ảnh người phụ nữ đang vươn mình lướt về phía trước được hãng ưu ái gọi là nàng thơ vì vẻ đẹp thuần khiết đã gắn liền cùng với hãng suốt quãng đường dài nhiều thăng trầm cho đến ngày hôm nay. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cái tên thơ mộng đó là một câu chuyện tình yêu đầy cảm động và nhân văn. Spirit Sylvester C lấy cảm hứng từ câu chuyện tình giữa nam tước John Montagu, người tạo nền móng cho ngành công nghiệp xe hơi nước Anh, một chính trị gia, sĩ quan không quân kiêm kỹ sư cơ khí và Eleanor Velasquez Thornton, một nữ diễn viên kiêm vũ công và cũng là người mẫu quen thuộc của nhà điêu khắc Charles Robinson Sykes, người chế tạo chiếc logo nổi tiếng của Rolls-Royce sau này. Dành tình cảm đặc biệt cho nàng thơ của mình, Montagu đã bí mật nhờ nhà điêu khắc Robinson chế tạo bức tượng người yêu, sau đó thuyết phục Rolls-Royce chọn đó làm biểu tượng nhận diện thương hiệu vào năm 1909. Nhưng thật tiếc nuối khi vào năm 1915, Montagu và Eleanor du ngoạn trên du thuyền SS Pierre với hành trình từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ, một chiếc tàu ngầm U-Boat 38 của Đức bắn ngư lôi mà không cảnh báo. Nàng Eleanor cùng hàng trăm người khác đã thiệt mạng. Đau buồn trước sự ra đi của người mình yêu, nam tước John Montagu giờ đây chỉ còn nàng Spirit Sylvester C dẫn lối ông sống tiếp cuộc đời. Mỗi năm có khoảng 5.500 chiếc Rolls-Royce xuất xưởng. Có một điều thú vị là mỗi bức điêu khắc Spirit Sylvester C đều là độc bản vì được chế tác hoàn toàn bằng tay. Điều đó có nghĩa mỗi chủ nhân của chiếc Rolls-Royce cũng sẽ sở hữu một nàng thơ của riêng mình. Spirit Sylvester C nằm ở vị trí tiên phong trên chiếc Rolls-Royce sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho sự vĩ đại, là vì sao soi sáng hành trình không ngừng chinh phục sự hoàn hảo của Rolls-Royce cùng chủ nhân của nó, giống như ánh sáng lấp lánh của tình yêu đã soi sáng cuộc đời của nam tước Montagu.